Cái khung nghe giống như khung cửa vậy đó. Cái này là chế ra đó nha, cái này là
thành không? Thôi thôi, thôi thôi, được rồi, sao rồi? Từ Toronto Center đàng hoàng. Ông bảo phải mướn ông từ bên Canada qua thử một con. Thì có khó không? Thôi thôi thôi, được hết rồi sao? Nếu con không thì sao nó làm gì đó? Sao bỏ thêm vô đây cho nó hết luôn mà. Đúng rồi, hết rồi. Vừa tránh ha. Đó, còn mấy liên nữa. Sao mình không nó lấy hột lựu qua để vô cho nó đỏ đỏ. Yeah.